tiêu chảy cấp là tình trạng viêm nhiễm đường ruột hay gặp ở trẻ nhỏ trong đó virus roter là tác nhân nguy hiểm hàng đầu gây ra biến chứng nặng và tử vong ở trẻ sự có mặt của vaccine roter ngừa tiêu chảy đã cải thiện đáng kể vấn đề này cùng theo dõi video sau đây để biết được roter có mấy loại và khi nào cho trẻ uống roter bạn nhé Virus Roter gây tiêu chảy ở trẻ. Virus Roter là chủng virus dạng vòng. Có khả năng lây lan mạnh và là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng ở trẻ theo ước tính. Mỗi năm lại có 600.000 trẻ em trên toàn thế giới tử vong vì tiêu chảy cấp do virus Roter. Bệnh xảy ra phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ từ 3 đến 35 tháng. Tại Việt Nam, Roter virus có liên quan đến 56% trường hợp trẻ viêm dạ dày ruột cấp phải nhập viện. Thời gian gây bệnh thường gặp là vào mùa thu đông kéo dài sang mùa xuân đối với miền Bắc và khoảng tháng 3 và tháng 9 đối với các tỉnh phía Nam. Theo cục y tế dự phòng, Bộ Y tế, virus Roter là nguyên nhân gây ra 4 đến 8% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Triệu chứng bệnh thường bắt đầu xuất hiện trong vòng 2 ngày sau khi trẻ nhiễm virus. Các biểu hiện sớm gồm có sốt, buồn nôn, sau đó khoảng 3 đến 7 ngày đi ngoài phân chảy lỏng, thậm chí lên tới 20 lần một ngày. Tình trạng này cũng có thể khiến trẻ bị đau bụng. Biến chứng nặng nhất trẻ gặp phải là mất nước với dấu hiệu quấy khóc. Khát nước, da khô, môi khô, tiểu ít, mất muối. Hậu quả có thể dẫn tới trị mạch, hôn mê và tử vong nếu không được bù nước kịp thời. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị tiêu chảy do virus router. Tuy nhiên với khả năng lây lan rất mạnh qua đường tiêu hóa và mức độ nguy hiểm của bệnh cha mẹ cần có biện pháp hiệu quả để phòng bệnh cho trẻ cụ thể cả trẻ và người chăm sóc phải giữ vệ sinh sạch sẽ rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn đặc biệt sau khi đại tiện thay bỉm. với sự xuất hiện của vaccine roter ngừa tiêu chảy có tác dụng đã được chứng minh tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cho trẻ sử dụng roter ngay từ sớm đây được coi là cách dự phòng tốt nhất roter có mấy loại Việt Nam hiện có 3 loại vaccine rotor ngừa tiêu chảy cho trẻ. Đó là Rotarix của Bỉ, RotetQ của Mỹ và Rotaven M1 của Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết của các loại rotor này. 1. Rotarix Nguồn gốc Rotarix là vaccine sống, giảm độc lực có nguồn gốc từ hãng GlaxoSmithKline Bỉ, GSK. Đối tượng sử dụng, trẻ từ 6 tuần tuổi đến trước 6 tháng tuổi, tác dụng, Rotarix được chứng minh có hiệu quả dự phòng bệnh viêm dạ dày ruột tiêu chảy, do virus Rotavirus gây ra. Tác dụng không mong muốn, trẻ sau uống vaccine Rotarix có thể gặp các tác dụng phụ như bị kích thích. Giảm cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn chớ, đầy hơi, đau bụng hoặc đi ngoài, lưu ý. Nên hoãn uống vaccine khi trẻ đang gặp phải các tình trạng như sốt, rối loạn tiêu hóa. Không dùng Rotarix cho trẻ bị mẫn cảm với lần uống đầu tiên hoặc dị ứng với các thành phần có trong vaccine. Nếu sau uống vaccine trẻ bị nôn chớ nhẹ, không cần uống thêm liều khác do Rotarix có thể bám dính tốt trên đường tiêu hóa. Trong trường hợp trẻ nôn chớ nhiều thì có thể uống bù lại, uống đồng thời vaccine bại liệt OPV có thể làm giảm nhẹ đáp ứng miễn dịch của Rotarix. Do đó, để đảm bảo hiệu quả của vaccine Roter ngừa tiêu chảy, nên uống OPV sau Rotarix 2 tuần. Roqui nguồn gốc rottechqui có xuất xứ từ hãng Maxap endo Mỹ MSD đối tượng sử dụng trẻ em từ 7,5 tuần tuổi đến trước tuần thứ 32 tác dụng rottechqui có tác dụng bảo vệ trẻ trước tác nhân virus roter gây tiêu chảy cấp tác dụng không mong muốn các tác dụng phụ hay gặp ở trẻ sau uống Rotechqui bao gồm nôn sốt nhẹ và tiêu chảy Lưu ý, trẻ đang có bệnh tiêu hóa như tiêu chảy mãn tính, chậm phát triển, lồng ruột cần thông báo cho bác sĩ để cân nhắc dùng vaccine Rotet-Q. Có thể hoãn uống vaccine khi trẻ bị sốt hoặc bị nhiễm trùng cấp. Không dùng Rotet-Q khi trẻ mẫn cảm với lần uống đầu tiên hoặc dị ứng với thành phần có trong vaccine. Trẻ bị suy giảm miễn dịch nặng cũng không dùng. Sau uống vaccine trẻ bị nôn chớ thì bỏ qua. Không được uống bù liều khác vì chưa có nghiên cứu chứng minh độ an toàn và hiệu quả của việc bù liều. Uống đồng thời vaccine bại liệt OPV có thể làm giảm nhẹ đáp ứng miễn dịch của ROTQ. Do đó, để đảm bảo hiệu quả của vaccine roter ngừa tiêu chảy, nên uống OPV sau ROTQ 2 tuần. 3. ROTAVEN M1 Nguồn gốc ROTAVEN M1 do hãng Polivac Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Đối tượng sử dụng, trẻ từ 6 tuần tuổi đến trước 6 tháng tuổi, tác dụng, ROTAVEN M1 có khả năng phòng bệnh viêm dạ dày ruột. Tiêu chảy cấp do virus roter gây ra, tác dụng không mong muốn, các tác dụng phụ có thể gặp sau khi trẻ uống Rotavon M1 bao gồm Nôn, ho, sốt, đau bụng, tiêu chảy, quấy khóc, lưu ý, không dùng Rotavon M1 cho trẻ quá mẫn sau lần uống đầu tiên hoặc dị ứng với các thành phần của vaccine. Trẻ mắc các bệnh lý nặng, cấp tình như dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, lồng ruột, suy giảm miễn dịch. Sốt cao cũng không dùng Rotavon M1, nếu trẻ bị nôn chớ sau uống vaccine, có thể uống bù liều ngay. Trước và sau uống vaccine 30 phút, không nên cho trẻ bú mẹ, khi nào cho trẻ uống rotor ngừa tiêu chảy. Hiện nay, vaccine rotor ngừa tiêu chảy chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Do đó, cha mẹ cần đăng ký cho trẻ uống rotor dịch vụ tại các trung tâm tiêm chủng. Lịch uống rotor phụ thuộc vào từng loại vaccine. Đối với Rotaris, lịch uống cho trẻ gồm 2 liều. Liều 1, nên bắt đầu khi trẻ được 6 tuần tuổi. Liều 2, cách liều đầu 4 tuần, vaccine Rotarix chỉ dùng đường uống, không được tiêm. Trẻ cần uống đủ hai liều này trước 6 tháng tuổi. Nếu liều một uống Rotarix thì liều 2 bắt buộc phải uống Rotarix. Do đó, cha mẹ cần nhớ loại vaccine đã chọn và mang theo sổ tiêm chủng của trẻ đầy đủ để tránh nhầm lẫn. Đối với Rotetqui, lịch uống cho trẻ gồm 3 liều. Liều 1 có thể dùng cho trẻ từ 7,5 tuần tuổi, liều 2, cách liều đầu 4 tuần, liều 3, cách liều thứ 2 4 tuần. Vaccine Rotet Quy chỉ dùng đường uống, không được tiêm. Trẻ cần uống đủ 3 liều này trước tuần tuổi thứ 32. Cho trẻ uống vaccine trực tiếp, không pha trộn với nước hoặc sữa. Đối với Rotevan M1, lịch uống cho trẻ gồm 2 liều. Liều 1, khi trẻ được 6 tuần tuổi, liều 2. Cách liều đầu từ 1 đến 2 tháng, vaccine Rotaven M1 cũng chỉ dùng đường uống, không được tiêm. Trẻ cần hoàn thành cả hai liều này trước 6 tháng tuổi, trên đây là toàn bộ chia sẻ về các loại vaccine Roter ngừa tiêu chảy cho trẻ. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về tiêm chủng, cha mẹ có thể liên hệ với cán bộ y tế địa phương để được giải đáp thắc mắc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy cho trẻ tiêm chủng đầy đủ để bảo vệ con tốt nhất cha mẹ nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích